Ôi vội quá. Đây là trận đấu giao lưu giữa những tay vợt tài năng trẻ phong trào ở Hà Nội. Phía bên này thì có bạn Đức Gấu của câu lạc bộ Mizuno. Hai thành viên này thường xuyên đánh ở câu lạc bộ Mizuno. Bên kia là bạn Duy của học viện kỹ thuật quân sự. Và bạn Nguyễn Tùng Lâm. Số không biết bao nhiêu rồi đây. Hôm nay mình không bình luận nhá, cho mọi người ngồi xem. Chớp chớp chớp. Thank you.
Chả biết tỷ số bao nhiêu rồi. Peace.